Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 2350 tập cận có kỹ thuật SPF mà đến từ trang Comarketcap nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lưu ý phần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên trang Comarketcap nha bạn. Sau đó thì các bạn vào link sự kiện nha bạn, các bạn login vào, bạn nhấp vào ba với anh cùng nữa. Nó có một login, bạn login vào nha bạn. Thì sau đó thì ở đây thì nó có hai phần thì khác nhau nên mình khuyên các bạn làm hai phần luôn các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào up to wallet này các bạn. Rồi các bạn up to wallet nó cái này các bạn. Rồi các bạn bắt up lên lên phong các bạn. Rồi các bạn xôn xào kênh Telegram đó nè. Trên kênh Telegram các bạn xôn xào các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter và retweet tăng hai người bạn vào rồi. Rồi trên tại Twitter nó thì các bạn theo dõi người ta các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉnh dẫn như tweet tăng hai người bạn mình vào các bạn. Các bạn gõ cộng mình hiện ra những người bạn của tất cả bạn nha. Và mang tweet lên nè. Like. À, cái giải này là mình đang chia 20.000 USDT riêng nữa nha các bạn. Chứ không phải là thường đâu, làm hai cái nữa. Tiếp tục thì các bạn nhấp vào cái liên phong này nè các bạn. Rồi các bạn khai báo username Telegram của mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba gạch cùng nữa các bạn. Các bạn vào setting copy username mình là cộng anh 4 số 3 của tất cả các bạn nha các bạn. Nhà cộng anh 4 số 3 1, 2, 3, 4. Tiếp tục thì các bạn điền lại submit you to Twitter account with. Rồi nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn chia sẻ cái bài các bạn đó. Các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter của các bạn ra thì thấy được username tại Twitter của các bạn. Sau đó thì submit link retweet. Thì mình mở tại Twitter mình ra nha các bạn. Không biết chia sẻ bài viết đã ghim hay là cái bài nào vậy ta. Sorry các bạn ơi. Các bạn like trích dẫn bài này nè các bạn. Trích dẫn tôi quyết tăng ba người bạn vào nữa các bạn. Rồi tôi quyết tại bài này nè. Bài dự án đó nè. Rồi sau đó các bạn mở tờ Twitter của tất cả bạn ra nè các bạn. Vui lòng chia sẻ cái bài CMC. Bài nào ta. Rồi bài chia sẻ bài dự án đó nè các bạn. Rồi sao chép liên kết nè. Rồi bạn dán vô đây nè. Tiếp tục thì bạn gọi địa chỉ với Binbi Smart Chain Best 20 trên YouTube Black nè. Sao chép nè. Như là cho bot nè. Rồi sau đó các bạn bấm gửi nữa các bạn. Xong sau đó mình quay lại sự kiện của nhận 2350 tập cận SPF này các bạn. Thì bạn bấm vào join này góp nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn up to wallet nha bạn. Sau đó các bạn theo dõi trang Comarketcap nè. Rồi mình đã theo dõi rồi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Đâu rồi ta. Đây nè. Tiếp tục theo dõi Twitter của nó nè, mình đã theo dõi rồi luôn, kiểm tra lại thôi các bạn. Rồi theo dõi rồi, tiếp tục theo dõi Facebook nè. Rồi bạn thích luôn rồi, tiếp tục chọn kênh Telegram, group channel luôn, chắc cái này làm rồi hết rồi. Rồi mình đã chọn rồi hết rồi các bạn, kiểm tra lại thôi các bạn. Ok, mình đã join rồi hết rồi. Tiếp tục thì các bạn dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ với Binbi Smart Chain của mình nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chút product mình lên. Các bạn sao chép liên kết nè. Mình dán vào đây nè. Sau đó các bạn điền vào username tại Twitter của tất cả bạn nè. Sau đó thì các bạn điền vào username Facebook của tất cả bạn nè. Thì username Facebook mình hướng dẫn các bạn lấy nha tất cả bạn.
farm house Facebook rồi ta. Đây nè, các bạn nhấp vào Facebook nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào mũi tên các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar của mình. Sau đó các bạn nhấp vào ba gạch này nè. Các bạn sao chép liên kết cá nhân các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi sorry các bạn. Rồi, các bạn điền lại cái username Facebook mình các bạn. Rồi tiếp tục username Telegram mình nè. Rồi sau đó các bạn bấm mở ra. Mở ra. Rồi các bạn bấm vào tham gia drop nha các bạn. Ok, như vậy là xong. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 2350 token SPF đến đây mới thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.